Con thì cấm đoán, cấm nói thẳng luôn ấy. Khiến cho bạn này cũng không phải là nghe. Dạ có, mẹ cứ gọi điện cháu làm nhân viên nhận đường, nhưng mà cháu mà có ý định gì là không có được đâu nhá. Gọi điện là cháu mà đi chơi về anh Tú, bảo anh Tú đi về đi. Đấy, bác đang đợi ở nhà. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng thứ nhất. Rồi mời các em. Cặp này là có tướng phu thê nè. Chào cụ Hồng Vân, con chào chú Phước Thuận. Con là Mai Tú, vợ con là Trương Thị Huyền. Chúng con đến từ Nghệ An á. Công việc hiện tại là đang kinh doanh ở ngoài ạ. Kinh doanh nhiều thứ ạ. Con bao nhiêu tuổi? Con năm nay là 31 tuổi rồi. Đầu tiên là con xin chào cô Hồng Vân và chú Phước Thuận. Con tên là Trương Thị Huyền, năm nay con 29 tuổi và con đến từ Nghệ An. Cơ duyên nào mà khiến cho hai vợ chồng gặp nhau và tìm hiểu nhau rồi yêu nhau rồi cưới nhau? Chồng nói đi. Dạ thì cơ duyên thì cũng không phải cơ duyên đâu ạ. Kiểu là vợ con lúc đấy đang buôn bán quần áo ấy, mà giống như kiểu trong tình trạng phá sản ấy. Là chuyển nhượng cửa hàng. Thì con lúc đấy là mới tập tuệ ra kinh doanh. Thì cũng có qua bên cửa hàng của vợ con để giống kiểu là muốn nhượng lại, muốn lấy lại cái ô tế. Chuyển nhượng cửa hàng. Rồi mão đó, như là mình mua lợi đó. Vâng. Lúc người ta coi như là sạc nghiệp rồi, xa cơ thất thế rồi. Cái mình tới mình coi đừng mình bung cái giá rẻ đó, có em con có bị ép giá không? Dạ có, ép giá có mười mấy triệu thôi. Nhưng mà sao con không bán? Con kêu bao nhiêu? Con kêu 25 triệu. 25 mà con bị trả bao nhiêu? Trả có 13 triệu thôi. Sợ chưa? Ủa mà con trực tiếp trả giá hay là con nhờ người khác? Vâng, con trực tiếp trả giá. Không những là trực tiếp mà con gọi cả bạn bè vào để chuyển nhượng cùng rồi để con hạ giá xuống. Đúng giá đó. Hạ thấp cái cửa hàng của con xuống ấy. Đấy, rất là mưu mẹo luôn. Rồi sao con mưu mẹo và thủ đoạn quá vậy? Nói nghe nè, con á, lúc mà chồng con tới trả giá, một anh con trai á, rất là đẹp trai nè, cao lớn vạm vỡ như vậy mà ép giá con tới 8 triệu bạc như vậy á, lúc cái cảm giác con sao, con tức không? Mới đầu nhìn chồng con á là con thấy ủi sao đẹp trai thế. Mà không những một mình con mà xung quanh con rất là nhiều cửa hàng khác, các bạn ấy chạy sang ôi chị ơi ai đấy đẹp trai thế. Đấy hỏi thế nhưng mà chị bảo con chị không biết đâu. Nhưng mà xong đấy là con vẫn lấy lại tinh thần, mình phải ở cửa trên, mình không thể chuyển nhượng như thế được. Thế xong con nhất quyết không chuyển nhượng. Thế là đi theo cái bài là mua, xin hỏi mua một cái giá. Đấy, mua cái giá với giá 500.000. Thế là con kỳ kéo bảo không được. Thế á, xong rồi sau con lại chuyển nhượng cho người khác. Ủa mua giá cái giá 500.000 là sao? Cái giá treo đồ ấy chú. Cái cửa hàng quần áo sẽ có cái giá treo đồ ấy. Mua không được, ổng mới mua cái giá. Nó xin mua một cái giá treo đồ là 500.000 thôi. Nhỏ tức, nhỏ không bán luôn. Có nghĩa là trả giá 17 triệu không bán. Nhỏ kêu 25 rồi. Mà trả có 17 triệu thôi. Mà không lẽ bây giờ đi về tay không? Đúng rồi. Cho nên phải mua một cái gì đó để cho đỡ quê. Mà giờ nó không bán luôn. Mà về cứ nhắn tin liên tục chú ạ. Nhưng mà bây giờ hỏi nè, bây giờ hỏi con nè. Cái lúc mà con vô con gặp cái cô chủ này á, chắc có lẽ là con nhìn cổ cũng xinh và con cũng có ấn tượng về cổ đúng không? Không, thực tế là ấn tượng thì không, mà con ghét quá, con phá mà. Con kiểu... mắc mới gì con phá người ta. Con tới con trả giá kiểu đó mà con. Đúng rồi. Con ghét người ta là không, đi thôi. Nhưng mà cái giá đấy con không phải trả thấp, mà sau em mặc bằng chung ấy thì nó vẫn cứ cao, chẳng qua cái bà này bà hô giá cao thôi. Đấy, chứ không phải là giá con trả là thấp đâu. Nhưng mà con đã không thích rồi thì về sao về lại nhắn tin? Không. Đâu có không, chưa, đã là ghét người ta không ấy là còn mua cái giá treo đồ làm gì vậy? Là lúc đó là con lầy, con chọc hay là con thực sự con cần cái giá treo đồ? Có nghĩa là con cũng có cần thật, nhưng mà cũng mục đích là để kiếm cớ để nói chuyện đấy. Tại vì lúc đấy nói không ấn tượng thì cũng không phải không ấn tượng, nhưng mà kiểu là mình tức cái vụ mà mình không được chuyển nhượng ấy. Sau là hai bên có nhắn tin qua lại với nhau một thời gian, thì con biết là bạn này chuẩn bị kiểu đóng cửa hàng đi ra Hà Nội ấy. Đi ra Hà Nội làm việc thì con này mời bạn này về làm nhân viên của con. Con kể cô nghe coi cửa hàng nhà bạn này lớn không? Không, cái lúc đấy là lúc đầu là anh làm nhà nước. Thì bắt đầu là thấy kinh doanh cũng ổn và làm nhà nước nó không ổn, lương nó không được cao ấy cô. Nên là bắt đầu xin ra ngoài, nghỉ ra ngoài kinh doanh online ở nhà. Đấy thì là mở bán tại nhà, bán online tại nhà. Và đang muốn là mở một cửa hàng nhỏ ấy. Thì lúc đấy cũng chưa có vốn nhiều ấy. Đấy là, nhưng mà không biết, con không biết là tại sao mà cái mức lương cơ bản ở quê con tầm 4-5 năm trước á là chỉ tầm 3-4 triệu thôi. Đấy mà ông lại trả con 7 triệu luôn. Hiểu, nhưng mà sao? Cái sự mà nó gọi là
mê gái mà thì bởi vì em đang thắc mắc. Có nghĩa là có một câu chuyện như thế này, con với vợ con lúc đấy giờ bạn bè nhắn tin qua lại với nhau công việc thôi. Ừ. Nhưng mà có một hôm ấy, con rủ bạn này đi uống nước chè. Ừ. Thì không biết bạn này cố tình hay cố ý, có một bạn khác nữa cũng tới, kiểu giống như kiểu là giảm mặt con, giống như kiểu là anh mà không yêu em đi thì thằng thì người này sẽ yêu em đấy. Thành ra con tức quá, con nghĩ phải tán đổ bằng được vợ con. À, lúc đầu nghĩ là đùa vui thôi, không nghĩ yêu đến bây giờ luôn. Và trong cái thời gian làm việc á, dạ, thì là con có cảm nhận được là ông này là ông thích mình không? Làm chung thì cũng không gọi là tán hay là gì trong lúc làm việc đâu, rất là bình thường, công việc ra công việc. Nhưng mà lúc đến làm và lúc đi về thì cũng rất là ga lăng. Mặc dù con ở xa tận 7-8 cây số nhưng mà vẫn không đèo đâu, nhưng mà đi một xe máy bên cạnh xe của con thế này này. Đấy, kiểu đưa đi đón về như thế cũng rất là tâm lý luôn. Làm được bao lâu thì con cảm thấy con yêu anh này? Chắc là lần đầu nhìn con đã yêu rồi. Chắc không? Không. Chắc không? Không. Lần đầu nhìn thì ai thấy trai đẹp thì nó cũng phải có mất 3 giây để đứng hình thôi. Có bao giờ lúc đó là con suy nghĩ là à, hay là mình nhận lời đi, xong có gì mình bắt xác ảnh luôn? Có bao giờ có cái suy nghĩ đó không? Ờ, như vậy dở chứ, gặp chị là chị nghĩ vậy luôn. Không luôn. Ồ, thiệt luôn á. Bắt đầu giống như bàn tay trắng ấy. Làm trong cái nhà mà nhà con ở quê thì nó cũng nhỏ, có 40-50 mét vuông thôi. Làm trong cái nhà thì sẽ có bố mẹ đi ra hàng ngày nữa. Chị sẽ tiếp xúc. Nhưng mà lúc đầu mẹ con thì không thích vợ con. Bởi vì xăm nhiều. Xăm cái nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà kiểu không thích. Tại vì mẹ chồng con là làm giáo viên ý, nên là lúc đầu thì cũng hơi khó một chút. Mẹ con thì cấm đoán, cấm nói thẳng luôn ấy. Khiến cho bạn này cũng khóc vài lần. Dạ có, mẹ bảo gọi điện cháu làm thẳng. Nhân viên thì được, nhưng mà cháu mà có ý định gì là không có được đâu nhá. Với cả là gọi điện mà là cháu mà đi chơi với anh Tú thì bảo anh Tú đi về đi. Đấy, bác đang đợi ở nhà. Và lúc đó cái cảm nhận còn sao? Dạ, tất nhiên là buồn ạ. Mới đầu thì chưa gì cả, cũng chưa phải mới đang thích nhau chứ chưa phải là yêu. Đấy, nhưng mà sau con thấy anh cũng cương quyết, anh cũng có cái ý kiến riêng của bản thân mình. Và con thấy cảm thấy ok, cảm thấy được. Thế là con nhận lời yêu. Về làm thì một thời gian, lúc đấy mẹ con về hưu rồi, mẹ con cứ cơm nước đưa ra ngoài ấy. Thì mẹ thấy hai vợ chồng chịu khó làm tận 1-2 giờ sáng cô ạ. Ấy, chở từng bì hàng đi ra ngoài cầu ấy, xong rồi gửi giao xe cho người ta tận 2-3 giờ sáng. Thế là mẹ thấy ôi hai vợ chồng hai đứa này nó chịu khó. Thế là từ đấy mẹ lại thay đổi suy nghĩ và mẹ giúp. Nhưng mà bạn này làm cho con bao lâu thì con thấy là yêu bạn? Khoảng 2-3 tuần gì đấy. Thời gian lâu quá nhỉ. Nhưng mà con này không bao giờ kiểu nói những câu tán tỉnh gì cả. Con chỉ làm việc với nhau và có nhạc trinh tình cảm, hai đứa từ thích nhau và yêu nhau thôi chứ không hề nói. Nhưng mà phải có một cái động thái là tỏ tình với cô ấy chứ. Đi ngoài đường, em ơi cho anh nắm tay nhé. Rồi hôm thì sao? Con cũng cứ xin, em ơi cho anh hôn em nhé. Thì mấy lần đầu thì cũng không cho, làm giả mà chú. Sau dần thì cảm thấy thích thôi thì vẫn ok. Chuyện tình yêu của bọn con cảm giác nó nghèo lắm chú ạ. Trong quá trình hẹn hò thì người ta phải đi xem phim, đi ăn thế nọ thế kia. Nhưng vợ chồng con không. Ăn thì chỉ đi ra ngoài đê ấy, là ra uống nước chè. Uống đúng 3.000 nước chè xong rồi gọi thêm một ly Dương là đi về thế thôi. Cảm thấy là anh ấy rất là lịch sự và nói chung là nó không kiểu là vồ vập như những người con trai khác. Con thấy nó rất là nhẹ nhàng. Em ơi, hôm nay em có thích anh hơn một tí nào chưa? Rồi hôm nay anh nắm tay em được không? Cho anh hôn em một cái nhé. kiểu thế. Dễ thương hả? Vâng. Rất có cảm giác em ngồi bờ đê ngoài Bắc chưa? Chưa bao giờ trời luôn. Ơi, cái đó nó còn lãng mạn hơn bất kỳ một cái cầu ánh sao nào. Gió rất mát luôn. Tại vì là nhưng mà ngồi buổi gì chị? Buổi chiều á. Buổi chiều tối. Á. Vâng. Tại vì là cái bờ đê vậy nè, xong bắt đầu là ngồi uống nước chè đó, uống nước chè xong rồi là cắn hương dương đúng không? Lâu lâu nó đáng yêu vô cùng. Nói chung một buổi hẹn hò không bao giờ quá 30.000. Nhưng mà bây giờ tụi con nghĩ lại nó là một cái kỷ niệm rất đẹp đúng không? Vâng. Không phải là cái chuyện là tình yêu mà đi những nơi sang trọng, đi những nơi nó luxury thì mới gọi là tình yêu đẹp. Chính những cái tình yêu nó giản dị, nó chân phương, nó mộc mạc như thế. Thực tế cũng muốn đi nhưng mà lúc đấy không hề có tiền. Tại vì nhà con ăn sáng ấy khi nào cũng mỗi người 10.000 thôi, không hề có tiền luôn. Tại vì lúc đấy bố mẹ ta phản đối ấy. Mà con thì giống như kiểu bỏ công việc nhà nước ra ngoài làm, không có ai giúp đỡ, không ai cho vay mình gì cả, tự mình bon chen thế thôi. 5-10 nghìn có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.
Cứ kiểu như thế, vừa con làm nhân viên cùng hiểu con nhất, bảo hôm nay không bán được hàng là không có tiền rồi. Thì hẹn hò cũng chỉ ngồi nước chè thôi. Cũng chưa ăn đồ nướng hay đi đâu xa xỉ cả, và mấy tháng sau cưới nhau. Đấy, chấp nhận cưới tức nhau. Tức là mấy tháng sau là cưới nhau đó. Dạ, từ lúc làm, nói chung là từ lúc quen đến tầm khoảng 3-4 tháng á là mẹ hỏi cưới. Xong rồi từ lúc đấy cho đến lúc cưới nhau là tầm 6 tháng á. 6 tháng, tổng là 6 tháng. Tổng là 6 tháng cả. Là tụi con cưới quen nhau. Tổng là từ quen nhau cho tới cưới là 6 tháng. À, tụi con cưới là bao lâu rồi? Bây giờ 4 năm tròn. 4 năm rồi. Có mấy bé? Dạ, hiện tại thì con có một bé 18 tháng ạ. À, vậy là cưới xong là có em bé liền? Dạ không. Nhà con gần 2 năm sau. 2 năm sau mới có. Có nghĩa thì là cũng được mà, tại vì biết sao không? Còn trẻ quá đúng không? Thứ nhất là còn trẻ, thứ hai là sự nghiệp chưa đâu có đâu cả. Cho nên là có em bé sớm một chí. Nhưng mà gia đình của bên này là mẹ đó là coi như là tác hợp cho hai đứa và hối cưới. Mà mình gia đình con thì sao? Gia đình con thì ôi may quá, có người rước rồi. Kiểu con, anh Tú là ở thành phố nhưng con là ở quê. Con làm, em con làm việc ở thành phố thì tâm lý ở quê thì thường là sẽ là các bố mẹ là tầm 25, 26 tuổi là con gái là như một quả bom ở trong nhà. Ai rước là mừng lắm rồi. Kiểu cảm giác như thế cô chú ạ. Nên là thấy hỏi cưới là ok luôn. Vì chắc bà nội là nôn nao cháu nội dữ lắm đúng không? Mà cưới nhau mà tới 5 rưỡi mới có em bé à? Dạ, thực ra là vợ chồng con là bị hiếm muộn. Cũng đi chạy chữa khắp nơi rồi nhưng mà không được, thì dính vào cái lúc bị dịch Covid là hai vợ chồng con tính là sẽ đi cấy. Đấy, nhưng mà bị dịch Covid thế là không đi được, thả tự nhiên thế là lại có, nhưng mà rất tiếc là cái bé đầu là nhà con bị sẩy. Đấy dạ, thì sau 6 tháng sau là để tự nhiên lại có lại bé này. Chúc mừng con nha. Tới cái phần này nó hấp dẫn lắm nè. Tức là cái phần kể về những cái tật xấu của nhau đúng không? Con xem chương trình này rồi con biết mà đúng không? Và con thích cái phần này không? Có, thích nhất. Từ nhà thì thích nhưng ngồi đây gì cũng thích nữa. Nó chính vì con không thích thôi. Bây giờ mời con nói trước. Tật xấu cũng chả phải là tật xấu mà là có những cái điều mà đối phương mong mỏi mình sẽ hoàn thiện hơn, cái gia đình mình nó sẽ hoàn thiện để mình có thể ở bên nhau lâu dài. Tại vì tụi con đã chọn lựa nhau rồi đúng không? Chọn đúng người, đúng thời điểm, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Bây giờ mời các con, ai là người nói trước? Anh nói trước đi. Vợ con thì thực tế tính xấu thì cũng không có nhiều, nhưng có một cái tính con cực kỳ ghét, đó là sống giống như tự kỷ ấy. Không hề giao tiếp bất kỳ người ngoài nào trừ công việc ra. 4 năm cưới nhau ấy, vợ con không hề có thêm một người bạn bè nào mới cả. Cuộc sống của vợ con chỉ lủi thủi là bố mẹ, anh chị và chồng với con thôi. Công việc là không nói nhá. Còn bạn bè mới là không có, cứ thế ở trong nhà thôi. Vợ con cực kỳ ghét đi chơi. Và nhiều khi như thế vợ chồng con hay cãi nhau, cái chuyện đấy là cãi nhiều. Vợ chồng còn trẻ nữa, làm cả ngày mệt mỏi rồi, có những ngày nghỉ thì cũng phải đi. Này đó, năm cũng phải ít 1-2 lần, đây không. Khi nào cũng ở nhà, cứ đi chơi, nói đi chơi là hai vợ chồng phải cãi nhau. Nói chung là không thích gì trơn trọi. Vâng, đúng không? Ở nhà. Rồi. Còn tiếp theo còn cái gì nữa? Cái thứ hai thì chắc là ai cũng thế, hay nói nhiều. Nói nhiều rồi cứ đổ lại nhà chuyện cũ ấy cô. Một cái chuyện hồi xưa mà cứ nhắc đi nhắc lại ấy. Là chuyện gì? Chuyện xấu của mình, giống như kiểu anh bảo béo, giảm cân các thứ, cứ nhắc ngày này qua ngày khác thì nhiều kiểu nữa. Nhiều chuyện lắm. Tức là nó dài, nó dai. Đúng đấy. Có nói dài bao giờ chưa? Cũng nói dài, nói dai nhiều thì chắc chắn là sẽ nói dài nhiều. Con là con rất hay nhằn chồng á. Khi mà hai vợ chồng làm cùng một công việc nhưng mà đưa ra ý kiến là chồng con cảm thấy không ok là chồng con bảo không được. Thế là con là, đấy anh lại như thế. Cái lúc anh bảo không góp ý, em góp ý thì anh lại không nhận. Cãi nhau với chồng là con cứ mách ba mẹ chồng con. Xong rồi ba mẹ con lại gọi lại nói chồng con tiếp. Đấy là chồng con bực mình hơn. Ba mẹ chồng con thì quý con dâu hơn cả con. Khi nào cũng cứ bênh thôi. Có pha nước cam thì cũng chỉ pha một cốc cho vừa uống. Mình là ngồi nhìn. Cái gì cũng cứ đổ gọi điền cả ngày. Mỗi ngày, ngày nào cũng phải gọi như người yêu ấy. Từ lúc không đồng ý luôn. Từ lúc mẹ chồng không đồng ý, ghét. Mà bây giờ thành ra thương. Giống như là con ruột rồi. Ghê thiệt chứ. Còn tật gì nữa không? Còn tật gì nữa không? Có lượng thượng bề bộn không? Lượng thượng bề bộn thì cũng có, nhưng mà trong cái phạm vi kiểu chấp nhận được, kiểu hai vợ chồng con kiểu sống riêng ấy. Thì tất nhiên cũng kiểu vợ chồng trẻ thì kiểu sáng thì đi làm sớm, rồi tối thì muộn mới về, công việc vợ chồng con ấy
nhiều khi 11, 12 giờ đêm mới về nhà. Thì lúc đấy chỉ có muốn nằm nghỉ để các thứ thôi, chứ không, chứ bây giờ nhà có bẩn thì cũng phải để mai, để mai tính. Vâng. Bây giờ mệt quá rồi đúng không? Thành ra thói quen rồi. Thì mình chấp nhận được. Thôi cũng nhiều tật lắm rồi em. Thôi nói chung là cũng chỉ có vỏn vẹn có vài ba tật thôi. Bây giờ nhân thì con cái cũng tật muốn... đó cũng nhiều rồi chứ không không có đâu em. Cái nào cái bụng... khéo léo không thì chỉ thấy là ấy rồi đó. Thôi bây giờ con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Vâng, con mong muốn vợ ở đây mở lòng ra nè. Đúng rồi, nãy có nói thực rồi. Thực tế chỉ muốn vợ giao tiếp với nhiều người hơn. Mở lòng mình ra và cố gắng giống kiểu mình vất vả nhiều rồi. Thì bây giờ mình có một tí thì mình nên hưởng thụ một tí kiểu cuộc sống nó vui vẻ hơn thôi. Còn về nói thay đổi thì cứ như thế này là được. Rồi. Tại vì mình chọn đúng người rồi thì mình yêu họ như thế nào lúc đầu thì bây giờ mình cũng yêu như thế thôi. Hay quá. Chấp nhận là nó dài đúng không? Chấp nhận luôn. Rồi con đó. Con thì con thấy chồng con có một cái điểm con chưa ưng, đó là chồng con hay khùng quá. Nóng tính ạ. Dạ. Tính hay cộc, khi đã cộc lên là tất cả mọi người xung quanh đều phải hứng chọn cái cơn giận đấy. Mặc và dù... chú muốn biết là cái phản ứng của chồng con cái lúc đó nó như thế nào? Nó dữ tợn không? Dạ, và rất, có nói những là... cái câu khó nghe không? Không, nếu mà nói khó nghe thì cũng có, nhưng mà nói chung là nó trong cái phạm vi là kiểm soát được chứ không phải là bung bét ra. Giờ một cái là cứ mỗi lúc mà bực lên á, không phải lỗi của vợ nhưng mà vẫn nói vợ, nói nhân viên rồi nói mẹ. Khi hạ giận xuống là biết mình sai thì lại đi xin lỗi. Đi xin lỗi từng người á. Vâng. Có thể là không nói ra lời xin lỗi nhưng lại làm những cái việc như là mua quà rồi lại đến thúc thì thôi đừng giận nữa, kiểu như vậy. Rồi cuối cùng diễn hóa ra ổng là người lỗ. Giận lên xong rồi phải đi mua quà. Đó, bà lỗ. Đó. Với rồi cả, gì nữa nè? Với cả một điểm đó là chồng con rất lười dọn. Con đã lười rồi nhưng mà nhiều khi là con lười là do chồng con không chịu giúp con, thành ra con để đấy để xem chồng con thái độ như thế nào, nhưng mà con mà đã không làm là thôi chồng con cũng để im luôn. Rồi cuối cùng ai làm? Cuối cùng là con làm. Hả? Đấy, tất nhiên là con biết là chồng con bận rộn rồi, nhưng mà cái nhỏ nhỏ như là ví dụ như uống sữa xong hay là ăn hoa quả xong thì phải biết đưa vào cất đi. Không có để tùm lum tà la đấy, con mà không dọn là cứ để thế luôn. Rồi em bé thì sao? Cái lúc em bé có như còn gọi như là sơ sinh đó, rồi có tắm cho em bé không, mà có thay tã cho em bé không? Cái việc chơi với con thì ít tại vì bận rộn công việc, nhưng mà chăm con lúc nào mà rảnh rỗi là vẫn chăm con, cứ lo cho con từng cái một, như là mua cái này cái gì cũng phải tốt nhất cho con. Nhưng mà có một cái đó là ghét hay bỉm, hoặc là cứ thấy bỉm, hoặc là con gái con mà đi vệ sinh xong mà, hoặc là anh đi vệ sinh xong mà thấy bỉm ở trong nhà là anh chạy luôn. anh sợ không em bé? Đúng rồi. Rất sợ và rất ghét cái đấy. Xong bắt đầu là hét toáng hết ầm ĩ lên và bắt mọi người phải nhanh, trong vòng một giây phải đưa cái đấy đi chỗ khác. Bây giờ thì đấy. Sao mỗi lần em bé mà đi bu thì ổng có vào ổng rửa cho em bé không? Không chú ạ, tắm thì được nhưng mà lỡ như thế có bây giờ kìa mà vẫn thì sợ luôn. Vâng. Sợ trời ơi, mới có 18 tháng thôi mà chưa quen. Con mong muốn chồng con thay đổi những cái gì trong mấy cái con vừa kể đấy? Thì là bây giờ con mong muốn chồng con là thứ nhất là lắng nghe và hạ cái tôi xuống một tí. Đấy, bớt khùng, bớt nóng tính lại một tí, lắng nghe vợ và mẹ hơn. Đấy, để đỡ mất công và đi xin lỗi. Yeah. Thứ hai đó là tập quen với cái việc thay bỉm cho con đi. Thế thôi. Có thể đấy thôi. Ví dụ mà sờ phân rồi có bộ khó ạ. Và ngày này bị ám ảnh. Đúng rồi, tại vì em biết có những người mà họ bị gợi lại giống như nó bị chồng con nói đúng, nó bị ám ảnh á. Dạ. Nó khó thay đổi lắm. Có người làm gì không. Cũng được trừ cái việc đấy ra thôi. Không, chú là cái người cực kỳ sợ luôn. Tại vì trước khi có con, có những đứa cháu hoặc có những đứa con nít, tại chú làm phim mà chú thường xuyên gặp những cái đặc biệt đó của trẻ con. Dạ. Nhưng mà từ khi có con rồi mà chú lại không sợ. Cái đó nó khác, của em là khác. Tôi tới luôn á. Của cái bạn này là khác, tại vì biết sao cô biết không? Tại vì cái người em ruột của cô á, Vũ á, nó cũng như vậy đó, sợ lắm. Trời ơi, của con nó đó mà nó thấy là nó chạy. Chạy bắn súng bắn chết luôn mà không biết tại sao luôn. Dạ. Rồi có định là có thêm đứa nữa không? Bây giờ khoan đã là nói. Quên. Vô đi. Bây giờ á cô thấy như vậy nè. Dạ. Hai đứa tụi con mới cưới nhau được 4 năm thôi đúng không? Dạ. Là cô thấy á nó sẽ có một số cái nếu như tụi con không sửa đó. Dạ. Là nó không có hay đâu. Dạ. Thứ nhất á là con, chồng con nói đúng á, con phải mở lòng ra, con phải có bạn có bè. Bây giờ á, vợ chồng như vậy ha. Yeah. Xong á, một lúc nào đó hai vợ chồng cãi nhau ví dụ vậy, mà cãi nhau mà chưa hòa với nhau được á
thì con sẽ cảm thấy con bị ức chế kinh khủng khiếp lắm. Nhưng nếu như con có một người bạn nữ, người bạn thân của mình á, mà con có thể chia sẻ được á, thì con sẽ thấy nhẹ đi. Ừ. Tại vì á, khi mà con nghe những cái tương tác từ bạn á, chẳng hạn như là con nói chồng con, trời ơi, sao mà ông nóng tính quá à? Ông thế này thế nọ thế kia với tôi thế này thế nọ. Thì như cô bạn con á, sẽ nói là trời ơi, vậy chứ mà ông còn đỡ hơn chồng tôi đó. Tôi nói cho bà nghe, chồng tôi còn dày nữa này. Hai đứa tâm sự được với nhau á, tự nhiên con thấy à, chồng con vậy là còn hơn biết bao nhiêu người. Thì mọi chuyện nó sẽ nhẹ đi cho con đỡ, con xả được cái ấm ức trong lòng á. Nếu mà nói là bạn thân thì con có, nhưng mà tính con là con ít khi, ít con lại thích góp ý cho người khác, con thay cho boy chuyện người khác, nhưng mà chuyện của con rất ít khi mà chia sẻ ra. Đấy, con cứ giữ trong lòng vậy ạ. Thì đó, bởi vậy con ơi, cái lòng của con, trái tim của con, cái não của con chứa được khoảng 100 năm không? Con nghĩ là con sống 100 tuổi không? Đúng không? Thì bây giờ làm sao con chứa hết? Cái thứ nhất, thứ hai nữa là chồng con cũng có cái nhu cầu được đi ra ngoài chứ, đúng không nè? Thì thành ra bây giờ nếu con không đi chơi, chồng con phải ở nhà theo con. Mà cái đó đàn ông khác, đàn bà khác, họ có những cái nhu cầu họ cần phải mở mang các mối quan hệ làm ăn chẳng hạn, hoặc là mở mang những cái giải trí á. Họ cần cái nhu cầu đó. Mà giờ vợ ông đi rồi, không lẽ về chồng đi một mình, mà con để chồng con đi một mình con còn mệt nữa. Đúng không? Thì có những cái mà cắm dỗ chẳng hạn, đi cắm dỗ, đúng không con? Cho nên hai vợ chồng là phải đồng thanh đồng thủ, phải đi chơi. Thực ra cô cũng giống con, cô làm biến đi đâu chơi lắm. Cô không thích đi chơi, nhưng mà cô phải chiều chú, phải đi chơi để cho chú vui, để cho chú có những cái tiếp xúc người này người nọ. Rồi vợ đẹp như vậy á, người ta còn có nhu cầu khoe vợ nữa cơ. Đó, vợ tôi xinh như thế này phải hãnh diện chứ, đúng không con? Đó, cho nên con phải thay đổi cái đó đi, cuộc sống nó mới thú vị được. Con hiểu không? Rồi hai đứa có mong muốn có thêm một em bé nữa hay không? Bin á, em chúc cho hai bạn này có đứa con trai. Dạ. Không, tại vì chị nói như bây giờ là một đứa con gái rồi. Có đứa con gái rồi. Dạ. Đúng không? Chú Bin chúc. Dạ. Con có một thằng con anh trai. Anh trai, anh Tú cũng đẻ ra một đứa con gái. Ông bà nội chưa có cháu trai. Thôi hôm nay chú mong rằng hai con sẽ yêu nhau nhiều hơn. Dạ. Nhé. Và mến chúc cho hai vợ chồng năm sau đi. Dạ. Năm con mèo. Đầu năm bác sĩ báo tin vui và cuối năm con mèo vàng xuất hiện nha. Và đó là một cháu trai kháu khỉnh đủ đầy và nhận lấy tất cả những gì tốt đẹp nhất của bố và mẹ.